Đây, xin mời mọi người thưởng thức món canh trứng kiến này. Canh kiến đặc sản vùng cao. Này toàn trứng to. Nhớ lấy bát để thưởng thức tí nào. Đây toàn món đặc sản vùng cao. Đây là canh uê này. Nướng thịt gà này. Này món này. Canh này. Canh trứng kiến nấu lá lốt này. Đặc sản vùng cao. Quay chú thưởng thức cái này phát nào. Đang tạm gì nhá. Đâu đang quay mà. Đưa đang quay. Đây, thưởng thức cái này trứng kiến. Xem cái bà sẻ nhé. Cả nhà ăn canh trứng kiến nhá. Trứng kiến phải cho tí rượu vào. Rượu táo mèo vào. Nhưng mà ai trứng kiến mới được. Sao? Đòi điện thoại bố à? Đòi điện thoại. Trứng kiến hết chê. Ngon lắm mọi người ạ. Ngon. Tâm ăn thử không? Hôm nay toàn ăn đặc sản xong rồi. Cây nhà lá vườn hết. Ơi, ba bạn bên kia nhỉ? Trứng kiến. Anh ấy lấy hai con cá vừa bắt gì được. Ngồi ngồi đây đấy. Thanh ngồi đây này. Thanh ngồi đó. Chiến ngồi đây đi. Ngon lắm mọi người. Chèo ớt này. Ô, ngồi sát sát qua đây đi. Đây là chèo Thanh mà Thanh được thôi. Đấy, Thanh đấy. Cá. Này, ngồi đây này. Ngồi đây này. Chấm măng. Chú ngồi đây. Chấm tử bên kia. Chấm măng. Cô ấy. Rồi. Chào nhá. Chào nhá. Chào nhá. Mừng cho hai cháu chứ lên nhận việc ơi. Trời ơi, chẳng có nhẹ. Mừng trước rồi.